Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì sáng nay là sáng chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, thì Colorman lại tiếp tục xin mời quý vị và các bạn đến với một cái địa chỉ ẩm thực khá là thú vị nằm ở ngay quận 7. Đây là một cái tiệm cơm tấm nằm ngay chân cầu Tân Thuận, mà theo như những cư dân địa phương ở đây giới thiệu là cái tiệm này đã có từ rất lâu đời. Không có bảng hiệu, không có gì cả, nhưng mà bán rất là từ nhiều đời rồi. Và cơm tấm ở đây chỉ có bán cơm tấm sườn bì chả hết, ngoài ra không có bán thêm cái thứ gì khác hết. Nằm ngay chân cầu Tân Thuận và ngay đầu một cái hẻm đó, mọi người nhìn thấy ha, khói bốc nghi ngút thơm lắm. Rất nhiều thực khách đến đây mua mà mang về rất là nhiều. Những cái buổi sáng mà ngày thường đó, chắc chắn còn đông hơn nữa. Ở đây mình nói nghe nó bán lâu lắm hả chị? Hai mấy năm rồi anh. Dạ, hai mấy năm rồi. Dạ. Nhà Minh Trần Văn Khánh nè, nhà vợ. Anh bên kia hả? Dạ. Chuyên đi review đồ ăn. Dạ, dạ, để dưới giùm em. Dạ, chào cô. Ô, tiệm cơm tấm này hai mươi mấy năm rồi đó. Ôi, ôi. Chủ nè, đây là chủ luôn đó. À vậy hả? Dạ. Rồi nhìn cái nón của cô chủ là đặc biệt lắm nha. Ở mọi người thấy không, đó có những cái người mà họ kinh doanh ăn uống mà rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Đây anh áo xanh là chị đội nón lá là hai vợ chồng. Còn cô? Ba chứ. À, ba là dạ chồng. Dạ, ba cũng ra phụ luôn. Một ngày anh về. Dạ. Rồi hiểu luôn, quán cơm này là cả nhà luôn ra phụ. Ủa, mình bán từ mấy giờ bà? Mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? 5 giờ rưỡi. Dạ. Tết 10 giờ rưỡi. Dạ. Ngày bán giờ đó thôi. Hết. Dạ. 5 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ rưỡi sáng, mọi người nghe này ha. Cơm dĩa cơm sườn mình bán bao nhiêu? Trời ơi, rẻ dữ vậy. Cơm chả là 28. Rồi. Cơm bị chả là 38. Ồ rồi. Có, mọi người thấy quá bình dân luôn ha. Nhưng mà hấp dẫn lắm nha. Thôi bây giờ Colorman mời mọi người vào cùng ăn thử với Colorman. Đây là bạn Quân. Đây, mọi người thắc mắc con trai Colorman là ai nè. Đó, hôm nay cho nhìn mặt chút xí ha. Say hello mọi người đi con, chào mọi người đi. Đây. Bạn Quân ăn dĩa cơm sườn mỡ hành. Còn bạn Điền Colorman thì ăn dĩa sườn bì. Ủa? Sườn chả hả? Thiếu bì hả? Rồi, quay ba đi. Rồi,
Ok. Cho con thêm dĩa bì với mỡ hành đi mà. Dĩa bì hả? Dạ, bì mỡ hành. Đây, quý vị và các bạn có bánh. Có nước tương không con? Có tương hả? Có bánh nước mắm hả? Dạ, có bánh nước mắm. Đó, mọi người biết là Coleman là không có ăn nước mắm. Ăn cơm tấm là chuyên ăn với cái nước tương. Nhưng mà thật ra cũng phải thử nước mắm chút xíu. Rồi, thử miếng nha. Dạ, đi mở hành nè. Nước mắm ngon quá trời. Bì mỡ hành. Uống trà đá chưa? Dạ có, 2 ly trà đá. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là Coleman là đạo cơm tấm, chuyên ăn cơm tấm. Bữa giờ chắc review cũng phải 4-5 quán cơm tấm rồi. Xuống tới An Giang, Long Xuyên cũng ăn cơm tấm luôn. Và sở dĩ tại sao mà Coleman biết cái nơi này đó là vì nhà mẹ vợ ở rất gần đây, ở bên đường Trần Văn Khánh đó. Rồi sáng nào đi làm thì cũng đi lên cái chân cầu này. Và thấy sáng nào ngay cái chân cầu này khói bốc nghi ngút và rất đông xe cộ dừng lại để mà họ mua. Thành ra chính như vậy cho nên con Lan mới biết con hàng. Và ngày hôm nay sáng chủ nhật cùng với con trai, hai cha con đi ăn thì biết một test thử. Vô sáng sáng này không? Tại vì cái điện thoại nghe nó xa xa, nó không có rõ đâu. Đây, thử miếng sườn này không? Cho nguyên miếng luôn. Rất là ngon, có vẻ nó ngọt ngọt giống như có mật ong vậy. Thơm. Very good. Thú vị nhất là cái quán này họ chỉ bán từ 5 giờ rưỡi sáng tới 10 rưỡi, thậm chí có hôm hết sớm hơn. Và như hồi nãy mọi người thấy rồi đó, mà chứng kiến ngoài bếp rất là đông người, gia đình cả nhà luôn, hai vợ chồng, xong anh chồng rồi đó, mẹ chồng vân vân. Một cái đúng nghĩa là một cái gia đình của Nam Bộ rất là đoàn kết, rất là thân thiện với nhau đó, và họ cùng nhau, tất cả mọi sinh kế của họ chỉ nằm trong cái quán, một cái quán cơm tấm duy nhất, và bán từ 5 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi và giá rất là bình dân.
giữa cơm trường như thế này là 22.000 đồng. Đĩa sườn bì 28.000 đồng. Còn ở dĩa sườn bì giả đầy đủ là 36.000. Nói chung là nó quá bình dân, nếu 22.000 là đủ cho các bạn công nhân đi làm, hoặc là các bạn văn phòng vân vân, hay là công chức vân vân đi sang. Bởi giờ sáng cho nên buổi sáng mình thấy rất đông người sang đúng không? Với cơm sườn, bởi sườn nướng ngon lắm, sườn nướng rất là ngon. Nãy mình thấy nguyên một cái mâm sườn nướng 22.000 đồng một dĩa cơm sườn, đâu có nhỏ đâu. Như vậy là một khẩu phần ăn của một người có thể no tới trưa, thậm chí no hơn giờ trưa nếu đối với con là bạn. Mọi người nhớ nha, nếu có đi, nếu mình những tín đồ ẩm thực hoặc là những cái tín đồ cơm tấm như Colorman, hãy nên một lần ghé qua đây dưới chân cầu Tân Thuận. Dưới chân cầu mà không phải đi đổ xuống, mà cầu để đi lên đi về Sài Gòn á, rất là dễ nhìn thấy ở ngay một cái đường hẻm kế bên một cái tiệm rửa xe, sửa xe gì đấy, khói bốc nghi ngút và rất nhiều người, để dễ nhận diện rất nhiều những thực khách họ đi ngang, họ dừng xe họ mua. Đó, thì mọi người thấy cái quán đó, vào ăn thử một lần. Sườn nướng rất là ngon, chỉ có 22.000 đồng. Ủng hộ cho cả gia đình này, họ đã bán ở đây 20 mấy năm rồi, gần 30 năm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những review khác nha.